Chọn combo 399 đi. Dạ, anh đã chọn combo 399 ngày rồi. Hiện tại bên em nó có chương trình sau tháng 8 và Samsung Pay. Thì có hai cách để mình vào Samsung Pay. Một là mình rút lên như thế này, mình sẽ vào hãng Samsung Pay. Hai là mình sẽ vào bằng app Samsung Pay. Thì hiện tại hôm nay bên em đang có tích hợp ba ngân hàng là Vietcombank, Vietinbank và BIDV. Vietcombank. Dạ. Quẹt ra để thì mình chỉ cần kéo ngang qua là vậy là đã chọn được, xong rồi. Ví dụ như anh chọn Vietin thì mình chỉ cần Vietcombank Vietcom thì mình chỉ cần vuốt qua và mình thấy màn hình Vietcom là thành công. Sau đó mình sẽ nhập mã pin. Ở đây mặc định là pin hết ha. Dạ. Nhập. Đúng rồi. Hôm nay mặc định là 4 số 0 rồi. Dạ. Đây là màn hình để mình kết nối rồi. À, anh có thể cầm mình để chữ logo Samsung này ngang với lại máy bot để mình kết nối nhanh hơn rồi. Dạ. Mình để sát vô luôn. Rồi. Dạ rồi. Hiện lên mã như vậy là mình đã kết nối thành công với điện thoại. Và tiếp theo là mình sẽ bấm enter để mình xác nhận và mình sẽ nhập mã tiền. Combo của anh hồi nãy là 300 ngàn đúng không ạ? 399. À, 399. Dạ rồi. Ồ, dùng tiền ảo mà được sản phẩm thật luôn á. Dạ. Em có thể nhập mã pin nào. Enter quá ha. Rồi. Vé này mà không có hàng thì nhập làm. Mà khoan là cái này có thiệt đi coi được không? Dạ coi được anh. Anh sẽ nhập công và em sẽ gửi anh và tặng cho chương trình nè. Cảm ơn em. Chúc anh sẽ bị